chơi thể thao mà đặc biệt là chơi bóng rổ ấy thì chắc chắn là đôi giày rất quan trọng. Mà đặc biệt là giày bóng rổ ấy, nó là một thế giới rất là hay ho và cực kỳ nhiều màu sắc. Bản thân mình cũng là một người cực kỳ thích giày. Nhân tiện hôm nay lôi cái đám giày trong tủ ra để vệ sinh lại ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút cái kinh nghiệm của mình chọn cái đôi giày sao cho nó phù hợp. Để cho bạn không hiểu nhầm ấy, thì mình cũng không có bán giày, mà đây cũng không phải là một cái video review về giày. Thực ra kiến thức về giày của mình thì nó cũng tương đối là hạn hẹp, mình chỉ có sở thích lớn với những đôi giày thôi. Nhưng mà mình chơi bóng lâu rồi và mình mua cũng khá là nhiều giày rồi, sử dụng qua rất nhiều đôi giày, cho nên là mình sẽ có một chút kinh nghiệm và mình tin là nó sẽ rất là bổ ích cho các bạn để lựa chọn đôi giày để chơi bóng. Đây là đôi Hyperdunk 2014, và đây là một món quà với mình có rất nhiều ý nghĩa ở trong đấy. Nó không quá đắt, nó cũng chẳng phải hiếm lắm đâu, nhưng với mình ấy, nó là kỷ niệm và nó rất là quý. Lát nữa mình sẽ nói về vấn đề này sau. Vấn đề đầu tiên mà các bạn cần phải biết ấy, là mỗi một đôi giày sinh ra ấy, nó có mục đích hoàn toàn khác nhau. Và với một món rổ này ấy, thì giày của nó cũng sẽ là riêng biệt. Sở dĩ là như thế là bởi vì một đôi giày nó phải đảm bảo yếu tố đầu tiên là tính an toàn cho cái môn thể thao mà nó đang sử dụng. An toàn ở đây không chỉ là an toàn về việc va chạm từ bên ngoài mà nó còn cả những cái chấn thương đến từ bên trong nữa. Tiếp theo là đôi giày đấy nó có mang lại sự thoải mái khi mà mình mang ở trên chân và mình sử dụng nó hay không. Nhất là khi bạn chơi cái môn bóng rổ này, bạn biết bạn chạy biến hướng rất là nhiều, di chuyển liên tục, va chạm rất rất là nhiều. Cho nên là việc lựa chọn một đôi giày bóng rổ sao cho nó phù hợp ấy là vô cùng quan trọng. Và ở đây mình chỉ nói đến cái kinh nghiệm lựa chọn đôi giày bóng rổ Nhất thôi. là các bạn sẽ rất dễ dàng để có thể tìm thấy cho mình một đôi giày bóng rổ. Bây giờ nó không còn quá khó khăn như ngày xưa nữa, các bạn có thể mua ngay trong nước. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Hàng có sẵn cũng có mà hàng order cũng có. Nếu như mà có kinh nghiệm và có người thân, các bạn mua luôn từ nước ngoài về cũng được, hoàn toàn chẳng vấn đề gì. Nói chung là bây giờ việc mua một đôi giày bóng rổ nó không quá khó khăn nữa. Cái rất là thích thứ hai ấy, đó là giày bây giờ rất là phong phú và đa dạng, công nghệ rất là cao, sử dụng cực kỳ là thích, màu sắc này, vật liệu của nó này, rồi giá cả nữa vô vàn, rất thoải mái để lựa chọn. Đầu tiên là cái việc nhầm lẫn mục đích sử dụng của từng cái loại giày khác nhau. Giày nào làm việc đấy, cái đấy các bạn phải nhớ. Mình thì mình thường là chia giày ra thành hai cái loại chung. Kinh nghiệm của mình là bạn hãy căn cứ vào cái lối chơi, cái thể trạng của bạn để mà lựa chọn một đôi giày cho nó phù hợp. Cố gắng cân nhắc các vấn đề về kinh tế, về sở thích để lựa chọn một đôi giày đảm bảo hiệu suất cũng như là sự an toàn cho bản thân mình. Mình thì mình thường chơi ở vị trí hậu vệ, cho nên là mình sẽ lựa chọn những đôi giày mà nó nhẹ, thấp cổ để có thể bứt tốc hay là đổi hướng một cách thuận lợi, dễ dàng nhất. Một cách khác ấy mà mình thấy rằng là sẽ rất là dễ để cho các bạn lựa giày, đó là căn cứ vào cái cân nặng của mình. Không có ý gì đâu, nhưng mà cái cân nặng ấy là cái cực kỳ là nhạy cảm cũng như là rất quan trọng. Bạn có thể cũng biết, nhưng các vận động viên người ta giữ cân cực kỳ là kinh khủng. Như bản thân mình cũng thế, trong vòng khoảng 6 năm vừa qua cân nặng của mình cũng chỉ luôn luôn dao động từ 72 đến 74 cân thôi, không bao giờ mình dám để nó xuống quá thấp hay là lên quá cao. Thì căn cứ vào cân nặng đấy, bạn có thể lựa chọn đôi giày phù hợp với mình. Nếu bạn quá là nhỏ con, quá là nhẹ cân thì bạn lấy đôi giày nhẹ nhàng thôi. Và cứ cố gắng ưu tiên giày thấp cổ đi, bởi vì lúc ấy bạn cần tốc độ rất là nhiều. Còn nếu như mà bạn nặng cân hơn một chút, mình nghĩ là khoảng từ 80 kg trở lên ấy, thì bạn nên lựa những cái đôi cao cổ. Ưu tiên số 1 là cao cổ. Thứ hai là những cái đôi mà nó có cái build ấy, nó dày dặn, nó chắc chắn, hầm hố để mà bảo vệ cái đôi chân cũng như là cái cơ thể của bạn lúc mà bạn chơi bóng. Tóm lại là thế giới của về giày bóng rổ ấy nó vô cùng là mênh mông và bất tận, và cái cuộc chơi về giày ấy có lẽ là sẽ không bao giờ
chấm dứt ở trên trái đất này. Cá nhân mình bây giờ ấy, thì vẫn có sở thích là mua giày, mua những đôi mà mình thích, mình mua những đôi mà nó có kỷ niệm, mình ưu tiên mua những đôi như thế, đôi khi không cần quan tâm quá nhiều đến giá trị của nó. Nếu các bạn cũng có cái sở thích như vậy ấy, thì cố gắng cân đối những nhu cầu của mình và điều kiện kinh tế cũng như là tính phù hợp, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống, đến công việc và những cái vấn đề khác. Cuối cùng thì một đôi giày bóng rổ nó không nói lên được trình độ của bạn. Điều quan trọng nhất vẫn phải là tập luyện, tập luyện và tập luyện thôi. Chúc bạn thành công.